Quỹ Đất Đỏ phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho gần 300 đại diện các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, các trường học có bếp ăn bán trú. Báo cáo viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã thông tin đến đại biểu tình hình ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong những năm qua, các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.